today we will to how to make the spin. So let's start. Lấy một tập nữa ra đây. Không, một tập mới tinh ấy. Cái máy bay thú màu hồng đã chị bỏ đi ạ. Ừ, nhanh lên.
Nam ơi cho miến. Mình để trên cửa sổ mới thách thức.
bố chứ. Ôi, chưa mở khóa xăng. Lam họ bảo mở khóa xăng chưa? Chị bảo mở đi. Thế bố mở khóa xăng chưa? Xe người ta mới hôm vừa rồi người ta đi xe như thế, đổ từ lậu từ lâu rồi người ta đi như thế, chắc còn tao con. Quên không đổ xăng mẹ gì.
khác trong tiếng Anh là gì Đức? Thùng rác trong tiếng Anh là gì hả chị Lam? Rubbish. Em đây phương liệu. Hello.
từ thùng rác. Cả trăm cái. Chắc là 5 cái thùng rác. Lúc em ăn cơm xong thì đang làm xong này. Nói nhỉ. Nhưng mà các chị hình tròn á, các chị cho chị mượn cái tờ giấy là để vẽ hình tròn. Ok. Đây vừa nhìn đi. Mắt con gấu rồi. Được. Chị bật to lên. Không. Mày cứ ngồi phá chị đi, chị không bao giờ chơi với mày nữa đâu. Từ nay chúng ta không còn là chị em. Từ nay trở đi chúng ta không còn là chị em nữa. Cút đi. Em lấy sách vở ra học đi. Chị mách mẹ nhá. Chị mách mẹ nhá. Mẹ ơi. Mẹ. Thằng Đức nó không học bài. Nếu không học thì em tối nhà giúp mẹ nấu cơm. Không có kém đâu.
Đúng là chỉ có phim Ấn Độ. Em học cái đấy rồi, em xem ở nhà tin đi đi. Chứng tỏ phim Ấn Độ đã ngấm sâu vào em. Đạn hình tròn nó bắn vào nhau hoặc là một hai cái mức thư này giống
chân. Ai xoắn được ngồi.